Lần đầu tiên tham gia sự kiện Full Moon Night, chị Alia Fong, người New Zealand, đang cố gắng nhặt thật nhanh các hạt đậu đen và xanh bị trộn lẫn với nhau. Trò chơi dựa theo chuyện cổ tích tấm cám này khiến chị vô cùng hào hứng và thích thú. Đây thật sự là một trải nghiệm thú vị khi được tham gia vào trò chơi này. Tôi thấy hiểu hơn về câu chuyện cổ tích của các bạn. Tôi thật sự đã chơi rất vui. Chúng tôi tổ chức những cái sự kiện của Hi-Fi nhằm tới hai mục đích chính. Mục đích đầu tiên đấy là sẽ là để truyền bá cái văn hóa cho các bạn người nước ngoài, để các bạn có cơ hội được hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam. Và cái mục đích thứ hai là dành cho cơ hội cho các bạn trẻ người Việt Nam. Các bạn có cơ hội được tham gia các cái sự kiện mà có cả người nước ngoài. Và sau các sự kiện của Hi-Fi thì các bạn người nước ngoài, các bạn thì cũng có những cái phản hồi mà khá là tích cực. Với 5 trò chơi chủ đề tương ứng với các sự tích như tấm cám, thạch xanh, sơn tinh thủy tinh, cây khế, chị Hằng, chú Cuội, các thành viên tham dự đã có cơ hội trò chuyện, trao đổi ngôn ngữ và văn hóa. Bên cạnh đó, người chơi còn được nghe Hòa Thượng trụ trì tại Chùa Thượng Yên giảng giải về Phật Pháp, về những phong tục tập quán của người Việt Nam. Tham dự một cái tiết trung thu như thế này, đây là một ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì chúng ta quảng bá được, giới thiệu được hình ảnh văn hóa của người Việt trong cái tiết trung thu như thế này, và có một ngày đi dã ngoại, đi thực tập để cho người nước ngoài cảm nhận được Tết Trung Thu như thế nào. Ánh đèn buông xuống cũng là lúc bữa tiệc Trung Thu bắt đầu. Các thành viên tham gia quây quần bên mâm cỗ, cùng nhau ăn những miếng bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, tham gia vào các tiết mục văn nghệ. Đây chính là lúc mà ngôn ngữ, văn hóa và con người Việt Nam tới gần hơn với bạn bè thế giới.